Tụi em lúc này trong sáng, tụi em quay clip gì chỉ là để cho vui thôi.
Cho nên là hôm nay có mặt rất là nhiều bạn bè của em đứng chung ở đây và khán giả, cho nên em nói em là trai hẳn. Dưới như mọi người thì không. Ok, thì em hôm nay em nói gì đó. Nếu như mọi người tin thì em vui, còn nếu như mọi người không tin cũng không sao cả. Em nói chung cuộc sống hạnh phúc trọn đời à, Em nói chung có mọi người có một cái cuộc sống hạnh phúc riêng trọn đời nữa mọi người. Cái ý em là như vậy. Ok, cái chuyện là như thế này. Em rất là vui, em cực kỳ vui khi mà những cái clip em với Quang Trung chia sẻ được rất là nhiều người xem. Em cảm thấy ok, cũng nhờ nó mà mọi người biết em nhiều hơn rồi. Nhiều lúc em đi diễn mấy năm mà người ta không biết mà một cái clip em quay với Quang Trung nữa mọi người. Em rất là vui. Nhiều người còn nói em đùa với em là ô tổ BD độ mày đó. Tại vì tổ độ mày cho nên mọi người ra ngoài đường mới biết mày nhiều. Không phải ai ngoài giới cũng được độ như mày đâu. Cho nên ráng lên con, cố lên. Một sắp dữ vậy anh. Ok, ráng lên con, cố lên, không có gì hết trơn á. Cái em nghĩ ồ, độ thì mọi người rất là độ em. Tại vì bây ngày xưa em ra ngoài đường á, người ta nhìn em, người ta hay độ với Di Phước. Người ta hay độ với người này, người kia. Nhưng mà từ bây giờ người ta nhìn em là ta biết em rồi. Hôm bữa em đi chung đi ra ngoài phố đi bộ, em với Trung đang đi tần tần, nó có một band fan girl của Quang Trung lại nhìn em với Trung đi với nhau, cái kiểu ôi Quang Trung nè, cái qua nhìn em ôi chồng Quang Trung nè. Cái em suy nghĩ là ủa, đó giờ lớp nghệ sĩ ở Việt Nam trong showbiz á, người tên ba chữ rất là nhiều, ví dụ như là Hồ Hà, mọi người biết đúng không, Hà Anh Tuấn, Tăng Thanh Hà, sao em cũng nghệ danh ba chữ mà là chồng Quang Trung mọi người. Nghe nó gia trưởng mà nó gia đình gì đâu á. Cái em mới suy nghĩ là à đúng rồi, thì ra hình như cái ngoại hình của mình đó nó hơi không được nam tính một chút xíu, nó cũng nó hơi tròn tròn, nó hơi tốt tốt xíu. Cho nên em quyết định em sẽ giảm cân một chút xíu cho người mình nó gọn lại, em để râu cho nhìn nó nam tính hơn, biết đâu giờ dạy tổ bớt độ lại. Thì em làm như vậy nó có hiệu quả mọi người, nó có rất là hiệu quả nha. Từ lúc em để đâu một tháng nay đâu được không ai gặp em kêu là chồng Quang Trung nữa, và cũng không ai nhận ra em là ai luôn. Giống như một anh tốt có râu vậy thôi đó. Rất là khó chịu nhưng mà ok, không sao cả. May mắn cho em hồi nãy em đứng ở dưới có một cái cô, em đứng dưới sẵn chờ gạo, có một cái cô cũng nhìn em cũng đứng ốm, cái thằng này quen, cái thằng này à, cái thằng này diễn chung với Quang Trung, cái thằng tên gì là ai nhớ rồi, vợ Quang Trung nè. Ủa vợ Quang Trung, ủa vợ thì để đâu làm gì, phụ nữ để đâu làm gì, dành để nữ quyền đó trời. Em cảm thấy số kỳ quá, nhưng mà không sao mọi người, em vẫn vui, cực kỳ vui, bởi vì cho dù là vợ hay là chồng thì em với Trung vẫn mang những nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người, không sao cả, vui là được, đúng không mọi người, đúng không, vui là được. Vợ hay chồng thì không quan tâm, em vẫn rất là thoải mái, em vẫn rất là lạc quan. Cho đến khi em nhận ra, ừ, hình như lâu rồi chưa có một người con gái nào nhắn tin với mình. Mọi người hiểu không, em độc thân được một năm rồi. Thường thường mấy anh con trai độc thân dưới đây thì bèo bèo lắm, cũng phải một tuần, hai tuần cũng phải nói chuyện với một người đúng không? Hay kiểu như là, lâu lâu cũng phải đi cà phê hay là chat chít với người này người kia. Em mấy tháng trời không ai nhắn tin với em mọi người. Em cứ nhìn trong gương đó, mình cũng được mà đúng không? Mình cũng không đến nỗi nào, cái mình cũng không phải đẹp trai lắm, nhưng mà cái cũng dễ thương, nói chuyện cũng đâu có vô duyên đó, nhưng mà không ai nhắn tin với em hết. Tới bây giờ em chợt nhận ra là người ta không nói chuyện với em không phải vì em vô duyên, cũng không phải vì em xấu, mà người ta sợ nói chuyện với em sẽ bị mang tiếng để thích chồng. Thiệt, không ai nói chuyện với em cả mọi người, nhưng mà em vẫn lạc quan, em ok, không sao cả, thì duyên số từ từ nó tới thôi. Và duyên số thấy em thì cách đây 2 tháng em có quen một cô bé cực kỳ dễ thương, cực kỳ xinh đẹp luôn, mà vậy là bé nói chuyện với em nó rất là tin tưởng em. Nó là em nói là anh với Trung là chỉ là bạn bè thôi, không có yêu đương, không có gì hết trơn, trời ơi bé nó tin không. Bé nó tin thiệt, phải có thiệt mà mọi người. Cái hôm em đang ngồi nói chuyện với lại bé đó FaceTime ở nhà Quang Trung, cái FaceTime xong cái kiểu như đang nói chuyện cái Trung đi solo nghe nó kể trần, tự nhiên cái kể trần cái quả bom cầm điện thoại nó chạy, rồi em chạy kiểu giống như là em
cảm giác bị đánh ghen tới nơi sao á, rất là sợ. Em chạy xong rồi cái em phải giải thích với bé đó không phải chung với anh là ở nhà kiểu như là hay kiểu thương tiếc kể trần vậy thôi, chung nó đi tắm nó kể trần thôi chứ nhà bình thường anh với chung mặc đồ kín đáo bình thường nó không có gì hết trơn trời. Con bé nó tình ok bắt đầu vui vui rồi, tụi em nói chuyện lại bình thường tiếp, đang nói chuyện bình thường với chung đi ngang kể trần nữa. Mà lần này nó vừa kể trần mà nó vừa sức lotion nữa mọi người. Nó sức lotion, nó vuốt. Mà nó không hề biết, nó không biết nha. Nó không biết em đâu hay đâu, nó chỉ vuốt thôi. Mà nó sức lotion đúng nghĩa là sức lotion luôn. Tại vì nó sức rất là low motion. Bạn em cúp máy, không nói chuyện nữa. Không tin em nữa mọi người. Sau chuyện đó em cảm thấy là cái tình yêu nó cũng vô thường đó. Tình cảm mà cái chuyện nó tới thì tới cũng không sao hết. Ok, em là một người lạc quan, em vẫn bình thường. Ông trời không cho người phụ nữ này thì sẽ có một người phụ nữ khác hiểu mình hơn đến cái cuộc đời mình. Và người phụ nữ đó đã tới. Đó chính là mẹ em. Mẹ em đã tới cuộc đời em mọi người. Mẹ em xem rất là nhiều clip của em với lại Quang Trung. Và mẹ em xem á, bà ấy nói em ngại luôn á. Kiểu như là bây giờ sao? Giờ phải nói chuyện với mẹ như thế nào để mà mẹ đừng kiểu như đừng có lo lắng á, đừng kiểu tại vì em biết chung không có gì hết, mẹ biết chung em biết chung không có gì mà em sợ mẹ em nghĩ nhiều là lo lắng. Ai về ngược lại mẹ em không có lo, ngược lại mẹ em rất là vui mọi người, một người mẹ cực kỳ lạc quan, rất là vui, cực kỳ vui. Em nhớ một hôm em mới ở nhà chung 3-4 ngày rồi em chưa có về nhà, em chưa về nhà em về gặp mẹ em, mẹ em nhìn em kiểu ở rể cực ha. Không có con ở nhà chung. Ở nhà thì hai anh em quay clip quá nhiều cho nên là phải ở nhà thì lúc là khuya cho nên ngủ lại xong rồi kiểu sáng mai quay clip tiếp cho nên không có gì hết trơn á. Ờ thì tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Lên tắm đi. Các em lên tắm vài bước cái gì ơi Bi. Chung là người như thế nào vậy con? Nó thế nào kể đó. Hỏi con làm gì? Nó thế nào kể đó. Ờ thì tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Lên tắm đi. Các em lên vài bước với mẹ hỏi tiếp. Ờ Bi, con có gì muốn công khai với mẹ không? Ủa công khai gì mẹ? Ờ thì tao nói vậy thôi, tao không có gì thôi chứ có ý gì đâu. Đó mọi người. Cứ vậy đó rồi em tắm xong em ngồi ăn cơm với mẹ em. Hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, đang coi TV. Cái mẹ bật chương trình Khơ Mao cho em coi. Mọi người ở đây biết chương trình Khơ Mao không? Có thể biết chương trình Khơ Mao mọi người. Đây có MC Khơ Mao mà. MC Minh Phương mọi người. Để em giải thích cho một số người không hiểu chương trình Khơ Mao là như thế nào. Thì chương trình Khơ Mao là một chương trình đối với em hết sức là dễ thương. Cái chương trình đó dành cho những cặp đôi trong giới LGBT đến để họ kể về cái cuộc tình của họ, cái câu chuyện của cuộc đời họ rất là nhân văn. Và bữa nào ăn cơm mẹ cũng bật cho em coi. Giống như tiếp thêm động lực, tiếp thêm đam mê, tạo cái nguồn dũng cảm cho con mình. Cái bữa em ngồi em coi cái thấy em không nói gì cái ngồi coi cái review mọi người. Thằng này dễ thương á, mặt giống mày, tuổi chặt chạp tuổi con đó Bi, tới tuổi này là cơm mau được rồi, ủa cái gì vậy? Thì tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Cái em ngồi em coi tiếp, cái mẹ thấy không nói gì cái mẹ ngồi nói tiếp mọi người. Trời cái thằng này hay ha, dũng cảm, dám lên sóng truyền hình trước mặt mẹ mình, dám cơm ao luôn, dũng cảm dễ sợ. Bi con có phải là người dũng cảm không? Ui em, con nói mẹ bây giờ có gì thì mẹ nói một tiếng, chứ mẹ đừng có ốc ức mở mở gì hết trơn. Ý sao tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Kiểu mẹ em hiểu mọi người rất là muốn và kiểu như là không nói. Nhưng mà tới bây giờ em mới phát hiện một điều mọi người, cha mẹ mọi người ở nhà nói hay nói con gì làm cho mọi người khó chịu nhất. Kiểu như là con lấy chồng chưa? Lấy vợ chưa? Lấy con chưa? Còn mẹ em là con mày cơm ao chưa? Lẹ đi tao chờ đúng rồi tao nôn nóng rồi. Có bữa không được chương trình cơm ao, cái bữa mấy chương trình mà của Quang Trung mà khoe nhà. Không phải khoe nhà mà kiểu như là Trung hay quay mấy cái clip mà phỏng vấn là phỏng vấn nhà Trung rồi đó, cái mẹ em ngồi coi với nữa. Ô Trung nhà giàu hả con? Trung nhà giàu vậy ai lấy nó chắc sướng ha Bi.
sướng chỗ nào? Cái tới giờ phút đó em mới nhận ra được một điều mọi người. À, thì ra hình như Quang Trung là mẫu con dâu của các bà mẹ đều muốn mọi người. Thật sự, mọi người thử tưởng tượng đi. Thử tưởng tượng Quang Trung, nếu như Quang Trung là con gái đi mọi người. Thử tưởng tượng, mọi người tưởng tượng chung với em chứ, để em tưởng tượng một mình em sợ lắm. Ví dụ Quang Trung mà là con gái á, thì có phải là Quang Trung phải là một người con gái cũng khá là hoàn hảo mọi người. Tại vì nếu như Quang Trung kiểu xinh xắn, da đẹp, có tài sản, có nhà, có xe, nói chung chung là một người hoàn hảo, cái gì cũng có, gì không có chừng mày thôi. Không, em kể nó sắp ra rồi, em kể mọi người một câu chuyện. Cái này là thêm nha, chứ không có nha. Kể một câu chuyện có thiệt về Quang Trung. Em với Trung có thói quen hay buổi tối hay hai đứa hay đi coi Netflix hay coi phim chung ở ban đêm của mọi người. Em nhớ bữa đó em với nó coi cũng 1-2 giờ khuya rồi, cái hai đứa đang vô coi, em chờ nó tắm xong. Cái nó tắm xong em biết play coi, coi mới được có 1 phút cái nó bỏ đi vô toilet. Cái em nhấn pause lại, em vẫn chờ nó, chờ nó 10 phút, 20 phút, 30 phút, xong thấy nó ra mọi người. Cái hơi nó ra thì em hỏi nó bụi đau bụng hả? Nó nói không có. Ủa chứ bây giờ đi đâu? Đi dễ chân mài. Ủa đang coi phim dễ chân mài làm gì? Đang coi phim, ủa tôi đâu có cần nhu cầu coi dễ chân mài. Ủa coi phim đâu phải con mắt đâu dễ chân mài. Cái nó nói là không phải, hồi nãy có dịch vô TV á, cái mặt tao dội lên cái màn hình đen, tao thấy mặt tao nhợt nhạt quá, tôi dễ chân mài, tao coi phim cho nó tự tin. Bởi vậy em... À, Quang Trung là một người tốt đó nha mọi người. Quang Trung là một người rất là tốt, rất là dễ thương, cho nên là nếu như mà kể câu chuyện về Quang Trung á, kể từ sáng đến tối cũng không có, làm sao nó đứng lấp ló lên. Trung Hai. Thấy đúng rồi, thấy đúng rồi. Ủa, diễn tiếp đi. Còn diễn không? Không, nãy giờ đang nói tốt về Trung. Nói gì? Nói Trung đẹp, chân mày rậm. Dạ chào mọi người ạ. Dạ chào mọi người. Không biết có sai không ha, nhưng mà thấy hơi lạnh lòng. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vì hôm nay buổi chiều em cũng hơi lo lo, tại vì không biết mọi người đến phòng trà có an toàn hay không. Lâu lắm rồi Trung mới nhận lại hát phòng trà lại. Nhưng mà thấy mọi người đông đủ ngày Trung vui lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vui. Những người vui đúng không ạ? Dạ, vui công nhận, bây giờ đứng trong cũng vừa quá trời vui. Vui thôi đừng vui quá. Dễ thương, ta cười cậu bé này léo đỉnh lắm nha. Vui thấy nó cười dễ thương không mọi người? Nụ cười tỏa nắng nha mọi người. Như ông mặt trời vậy đó. Khánh biết Khánh với ông mặt trời giống nhau ở điểm nào không? Là ngày nào tôi cũng gặp nhưng không bao giờ nhìn thẳng mặt hết á. Chỗ Khánh ngồi đâu? Chỗ Khánh ngồi đâu? Chắc là bây giờ phải mời Khánh xuống hàng ghế khán giả rồi để mình bắt đầu chương trình ha. Mọi người cho Khánh một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em quay trở lại cho mọi người ạ. Khánh ngồi đâu vậy?